Tiền Woo. Trong nước thì chắc cũng là tại cắm trại. Let's go. Nào. Và chúng ta sẽ đứng phân ban Lucian đến bên phía con T1 rồi. Bên này thì chắc là Aurora Zik hay là Yone gì đó thôi. Và họ cấm đi Lucian. An toàn thì Aurora cho nó đỡ phải suy nghĩ nhiều. Nhưng họ sẽ đáp trả như thế nào đây? Aurianna của Faker cũng là một lượt cấm đến từ bên phía của Pain. Tôi nghĩ là bên kia mình cũng sẽ cắm trại. Cảm ơn Bùi Dê nhá. Mấy thanh niên T1 đánh nhanh win 22 phút để đi ngủ buồn ngủ lắm rồi xin đấy. Phải thức đến 1 giờ xem game chứ bro. Những cái tướng thuận tay dành cho bản thân của mình. Không có quá nhiều lực ngủ sớm đấy. Bên kia mình sẽ gọi là tạo ra một vài cái sự ban Aurora Orianna, bên này thì ban Lucian và Jack. Và thứ T1, mục tiêu T1 cần đặt ra trong ngày hôm nay đó chính là phải hạn chế cái sự khuấy đảo đó nhiều nhất có thể, phải có đúng rồi Kuri người cũ của T1 á, clean nhất có thể. Rồi Wiser với Titan đang là hai người chơi bên kia, có hai người Hàn đó là Wiser cùng với Kuri nhé. Quả do đó thì quyết định của T1 là cấm đi tướng thủ đối phương, một cái sự tôn trọng đối thủ rất lớn đến từ hạt giống số 4. Mình mời bạn Tùng ly cà phê ạ. Nghe thấy PSG đang status chia buồn với Gam phải không? Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều với ly cà phê. Trong đó thì Pain. Bây giờ họ sẽ còn bên PSG thì họ cũng hay làm content bên đội ngũ media thì họ cũng hay đăng mấy cái gọi là cái meme trôn. Ngoài ra thì có những vị tướng power pick như Cảm ơn Thanh Hình nhá. Mai đi làm rồi nhanh nhanh T1 ơi. Lấy sớm thì không nên lắm. Chiêu chiêu nào, vội thế. Hạn chế vào một con Rumble hoặc là một con Yone. Nghĩ ban Skarner đến từ phía T1 họ sẽ phớt cái gì Yone cho Yone Blackpink thôi. Chắc chắn rồi. Bạn đừng đi ban Na à? Yone Highland của T1. Con Yone phớt pick thì bên phía bên kia sẽ lấy Sejuani mà thôi. Bắt buộc Karaoke phải là một con Sejuani. Sejuani nhưng không có Jack nhá. Nếu mà không lấy Sejuani thì T1 sẽ có được Sejuani dành cho Honor thì combo Yone Seju mid rừng hay là top rừng đều khỏe. Cảm ơn Trần Tùng nhá. Sẽ đáp trả như thế nào? Những lựa chọn đương kim vô địch thế giới mà thua 2 game nó cũng hơi kỳ, không thua được đâu. Thì có thể lấy luôn cả Smo được. Cảm ơn bạn nhiều. 100% phải là Sejuani thôi các bạn, không thể khác được. Đúng bồ luôn. Không ai nhả Yone Seju cho một đội bên phía đội 1. Nếu như mà không ra mớt này á thì cũng có ra mớt đường trên hệ tư tưởng được bao à. Được con Yone ở khu vực trên nằm OK, cảm ơn Lowy, thank you Lowy nhiều nhá. Sẽ gây ra một vài cái sự khó chịu cho Yone. Búp lắc cho Gumayusi. OK, cảm ơn Lowy, thank you Lowy. Nếu mà setup tốt. Chuyển cái lắc này cho màn bốc thăm nhá Lowy nhá. Cảm ơn bạn rất nhiều. Akali dành cho Ninkedo. Vi, Ari và Yone đứng trên bộ ba cánh trên này thì nó có khả năng 1-3-1 tốt. Nhưng mà Rumble cho Zerg, còn Yone cho Faker. Đúng. Cho nên T1 cần phải làm sớm. Ok, cũng được. Và họ đang cụ thể đây có thể gọi là 3 power pick của phía T1 rồi đó. Dành cho Zerg và họ chọn Yone ở khu vực. V dành cho Honor. Vậy thì T1 đã có những cái trận này là những cái trận mà mình nên đánh theo kiểu default thôi anh em. Ít nhất là theo với không cần phải bung bài. Đánh những con gọi là meta, đánh những con mà các đội đang dùng nhiều. Để người ta không biết là mình đang có cái bài gì nó giấu hay không. Thậm chí đánh những con tướng gọi là tier 2 á. Những con nào mà mình cảm thấy là đối phương dùng hiệu quả mình phải pick thì phải pick thôi. Olaf dành cho Wizard để đánh kèo với Rumble Zerg. Mình không có gì để mất khi mà chơi với một đội tuyển có đánh giá mạnh như top bên gaming cũng là top Hàn đấy anh em. Họ là Olaf bổ từ nhà tới trường. Quá lại rất là cháy, đúng là hãy cảm nhận nỗi đau đi. Thì bên gaming họ đã lấy Olaf và tiếp theo nào sẽ để xem là Olaf xong rồi lấy cái gì ở cánh dưới cho bên phía của T1 đây. Chắc chắn sẽ cảm ơn Lê Quan nhá, gửi anh Tùng trai tinh dâu ạ. Cảm ơn em, thank you em rất nhiều nhá. Tướng xạ thủ sẽ được tước đi hay không? T1 thì cấm đi Saiya. Bây giờ thì sẽ là Saiya, Rakan đường dưới. Đội hình bên phía của T1 đang có Vi thì họ sẽ rất thích con Rakan đó. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Bên kia có lấy Rakan được hay không với Olaf cùng với Akali? Đến từ bên phía của Benjamin có thể lấy được. Trước As bị cấm ban đi. As ban Jin. Kai'Sa còn ở đó nhưng mà cảm ơn. T1 sẽ hơi khó chọn họ. Cảm ơn Pain Gaming vì đã ban đi hai con này. Thực sự gọi là tôn trọng đối thủ. Raven vẫn còn cho Gomuci. Đây cũng có thể là cái phương gặp án gặp ai ở vòng sau ạ. Vòng sau thì mình dự đoán có thể gặp Liquid nhé. Raven và cảm ơn bạn nhiều nhé. Lại cảm giác chơi cho nhưng mà để cái tên hơi chối nhá. Giá đây vẫn là một xạ thủ có khả năng hai Burgery rất là tốt ở khu vực ở dưới. Chỉ cần anh ta có được cảm giác mà thôi. Anh chỉ đang nghĩ tới con Raven đúng không? Tôi lại đang nghĩ là Gomuci có thể đánh Valorant ở trận đấu này. Ban Rell đến từ phía của T1 là con Jin thì đã bị cấm đi rồi và những vị tướng xạ thủ ở trong ván thêm đấu này không cần nhiều. Đó, ban Jin, ban Ad, ban dùm luôn. Hết rồi. Và hơn nữa thì đội hình của T1 đánh lên cánh trên nhiều hơn. Kalista cho Titan và bên phía T1 cho Raven là hợp lý ha. Pick up Raven 0.1 giây đến từ Guma luôn mà. Bên không bị cấm thì chọn Kalista. Kia thì 0.1 giây không nói nhiều. Raven Renata Class. Đây là đầu tiên con Raven được sử dụng. Cần phải có những trận như là lấy sự tự tin này anh em này. Anh em biết ván này tôi đang sợ ở là T1 sẽ pick cái gì không? Tôi sợ T1 pick Zik. Cái nhóm xạ thủ đâu và để xem. Đánh với Pain Gaming pick Zik thì nó không ok. Không ok tí nào. Cái phong cách mà đang gọi là lấy Draven đánh với Kalista nó là hợp lý. Mình vừa lấy con Renata của đối phương.
dành cho mình vừa có cho Guma một con Raven và điều kiện để kích hoạt nội tạng Raven ván này nó không quá khó đâu các bạn. Phía bên kia thì sẽ có một con Nico gọi là tướng thủ Kuri. Tôi cảm giác đây là một màn cắm chọn cực kỳ hay giữa hai. Con Nico support nó mở ghê đấy. Cái sự đột biến có rất nhiều sự bùng nổ. Nhưng mà nếu pick sớm được thì ngon hơn là pick như thế này. Pick sớm thì nó sẽ còn hai lane đấy. Chưa chắc anh Chí nhá. Trận đấu này vẫn có nhiều cái biến số mà chúng ta có thể cân nhắc. Draven Rata Class. T1 được đánh giá mạnh hơn thật nhưng mà vẫn đường trên rất chắc là tự chơi rồi. Ốc đảo đường trên giữa Olaf cùng với Rumble và có thể sẽ có rừng đối phương lên cao. Cảm ơn Tin nhá. Thật ra thì bất ngờ không phải đến từ Ten Gaming. Anh nghĩ T1 có bài ạ. Đến từ chính đội tuyển T1 nữa nên là bản thân em cũng không dám nói trước điều gì trước khi mà thì mình không dùng bài gì thì người ta cũng đâu biết mình có bài gì hay không. Đội hình thì đây cứ tỏ ra là mình có bài đi. Bây giờ mình đánh những con default như này đi. Chúng chỉ những con như Rumble Yone xuất hiện quá nhiều rồi các bạn. Mình cho đối phương biết là mình cũng biết chơi những con meta. Còn mình có những cái bài out meta hoặc là những off meta khác, mình gọi là giấu bài. Xin chào mừng tất cả bạn đã quay lại. Mình giấu luôn. Ô Trung vẫn cắt tiếp à? Trung này cắt là non stop luôn à? Diễn lên. Rất tuyệt vời khi mà cảm ơn Trần Tùng nhá. Cuối cùng thì tôi đã chứng kiến Guan Xi đánh những cái chất tướng xạ thủ đè đường rồi. Raven ở trong ván thiếu này vòng khởi động thì cũng đã có một Faker Yone cũng được mà, nhưng đây là con Raven đầu tiên ở vòng Thụy Sĩ thì để xem bên phía của T1 có cần mang bình oxy ra không anh. Tiết kiệm bình oxy cho vòng gọi là cái vòng bốc thăm đi bạn. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn khán giả Bùi Văn Tuấn nhá, thank you bạn. Đặc biệt hết là các vị của bạn, chúng ta đến với cặp cái vòng một đều là bốc thăm nó cũng hơi căng đó. Cảm ơn Lê Hồng Ngọc nhá, xin vợ được 20k mời Tùng chai Lavi ạ. Cảm ơn chai Lavi của bạn nhá. Cảm ơn vợ chồng bạn rất nhiều. Yo anh em ơi. Yone quyền năng bất diệt, Rumble tăng tốc pha đánh kèo với Olaf quá là hợp lý. Đăng nhập vào tài khoản. Phía bên kia thì chúng ta có cái gì đây, Nico support thiên tài cả, cũng căng ha. Cảm ơn Gia Bảo nhá. Cảm ơn bạn, thank you bạn rất là nhiều. Cảm ơn bạn Gia Bảo. Chỉ có trong giải đấu này thôi. Vì khi mà giải đấu kết thúc thì bạn sẽ không có cơ hội để có thể nhận được những cái biểu cảm đó. Và với một người chơi mà thích sưu tập như tôi thì tôi cũng rất là thích những biểu cảm đó. Và quan trọng hơn là cảm ơn Lẩu Chan nhá, tự dưng em sợ quá. Búp tròn sợ. Tự dưng các bạn sợ cái gì luôn? Cái gì phải sợ các bạn? Có cái gì đâu mà phải sợ? Tôi là tôi không thấy sợ rồi đó. Hãy để cái sợ của các bạn cho cái vòng bốc thăm đi anh em. Trong khi đó thì điểm sức mạnh đến Bilibili còn ở đó đó. 1181 và đang đứng hạng thứ 49, một khoảng cách hơi lớn đấy. Nếu mà như kiểu đây một trận đấu gọi là xếp hạng, chúng ta sẽ không có đổi đường ha. Được một cái là mấy ông gọi là mấy ông Pain Gaming này thì lại đang có những cái ván của Pain Gaming thì lại không có đổi đường. Hy vọng là Pain Gaming. Cảm ơn Wave nhé, thank you Wave nhiều. Đội tuyển mạnh như là T1. Cảm ơn Chai Sting của bạn rất nhiều ạ. Kim vô địch thế giới nữa. Và sẽ cống hiến cho chúng ta một cặp trận hấp dẫn để có thể hướng tới những cặp trận tiếp theo. Cảm ơn Lowy nhiều nhá. Búp lắc cho T1 ở bốc thăm chứ em sợ hồi không xem được. Cảm ơn Lowy, thank you Lowy nhiều. Thank you bạn rất nhiều nhá. Cái này cũng là điều dễ hiểu, anh ta đánh kiểu tay ngắn. Kèo đi đường ở cấp độ 1 thì các bạn thấy là boss đối phương đang có con Nico pop khá là khó chịu. Catlin lắc lấy skin anh ơi. Catlin lắc lắp vào cái đội hình này thì thực ra là nó cũng không ok lắm. Nó một cái kèo thực sự là chiến đến từ cả Faker và Nikedo ở khu vực giữa này. Yone kèo đánh tay gần đánh quyền năng mà anh em. Chỉ nào mà gặp tay dài thì mới là gọi là đánh bước chân anh em nhá. Tốc biến sắn chói và Keria cũng tốc biến đi được, đối phương phóng quy trượt. Bot bên kia đánh căng phết. Vòng dừng trên xuống đến từ bộ đôi đường dưới của Pain Gaming khi mà họ đang có bộ đôi thích PK. Họ sẽ cần dừng cover. Lý do vì sao bên phía Pain chủ động đánh ở cấp độ 2. Dinkedo có một pha né quy Faker. Bấm hai bình đến từ Dinkedo có thở nổi không? Để cho Carioca có thể xuống đường. Sao chưa gì Dinkedo đã bấm hai bình rồi? Mình là con cua ở sông dưới. Trong khi owner vòng dừng của anh ta cũng là xuống cánh dưới, nhưng với việc đường dưới của T1 đã không đẩy được đường thì con cua có thể cân nhắc phải bỏ và hướng lên cánh trên. Seju tính ganh Faker nhưng mà có honor ở đây đấm vào đấm luôn. Nhưng đây sẽ là một đối một mà thôi, bởi vì hiện tại Akali cũng như là Yone vẫn chưa sẵn sàng. Có Seju này bị chậm hẳn một bãi rừng so với honor rồi này. Faker cũng đang bị cấu rỉa với cái sốc điện. Faker đã có cho mình một tình huống chơi hit nó hơi mất máu nhiều ở đây nhưng vẫn còn bình nha anh em nhá. Đối phương có cái mid đang chơi ác, bot cũng chơi ác, Guma mất thanh tẩy bắt tay đối phương phóng quy lại trường, đối phương nhận một hit từ trụ. Có cứu cánh hay không? Rất quyết đoán đến từ một đường dưới bình mình. Còn không dùng thì sao đây? Karaoke đây là người gặp vấn đề. No! Lại Honor một hit đánh nữa là anh ta sẽ bị giữ chân. Anh ta đã bị giữ chân bởi nội tại khu đi di chuyển tới. Và Honor mất nội tại rồi. Pain Gaming đang có một ván thi đấu quá xuất sắc. Mất một cái nội tại rồi anh em, mất cái chiến công đầu vào Kalista. Lùi đánh khỏe
và trực diện ngay từ vẫn có vòng rừng có cua cho Honor, nhưng mà Guma cùng với Carrier đã bị đùa kill từ rất sớm. Khi mà cái thanh tẩy đánh cùng với một cái lá chắn nó không có lại về landing và Faker vẫn chưa bấm bình. Cảm ơn cháu chú Tùng nhá. Cảm ơn cháu chú Tùng nhiều nhá. Giành được rất nhiều sự thuận lợi cho xe Panther đang cầm cái cung gỗ đã bước ra với một đôi giày. Mất một lượng nội tại tương đối rồi. Là hai cái kiếm có Carrier ở đây. Áp lực đó đánh giúp cho bên phía của Ben Gaming cực kỳ thoải mái. Còn trong đó từ phía là Honor có mặt khu vực đường giữa, nhưng mà Kuri cũng có mặt ở đây. Quy tốc biến kịp hay không Honor? Quy tốc biến tới không? Một vài cái phân bóng tốc biến đấm à. Honor đến tốc biến đấm. Tốc biến đấm. Ok, một mạng dành cho Honor. Một đều dành cho bên phía của Tiwan. Cơ bản một tình huống gồm cú đấm bùng nổ và tốc biến để cái hạ gục Dinkedo, người ta không kịp phản ứng gì cả. Nhưng mà cái điều kiện con Raven nội tại của nó thì ổn không đấy? Không mất đi quá là nhiều máu, rút ra an toàn một đều, một tiểu xử lý tốt đến từ người chơi. Cảm ơn cháu chú Tùng nhé. Cái bot con Raven này để xả nội tại chắc là phải giờ chờ con V level 6 xuống quá. Con Nico đi đường nó bốc khỏe quá. Ben Gaming đang có một xạ thủ duy nhất ở khu vực đường dưới và làm Kalista, thì anh ta cũng đang gặp một số vấn đề luôn. Nó khiến cho cấp độ của Titan vừa rồi nó bị. Cái bot này là lệch cũng tầm 4-500 đấy nhá. Bây giờ thì anh ta vẫn có một đợt lính rất là lớn nữa và dọn dẹp tốt đầu đính đấy, nên anh ta sẽ có điểm kinh nghiệm. Rớt có tăng tốc pha, Olaf có tốc hành nhưng mà tốt chất tướng Rambo của mình. Không quá vấn đề đối với rớt đường trên. Và kho vào vị trí Wiser. Wiser cũng đã có được những cái mảnh nhỏ của trang bị kháng phép rồi, cộng thêm những bình hồi phục trên người nữa, chúng ta vẫn sẽ trụ được ở cái kèo này. Cánh trên đang ổn nhưng cái boss này đang có vẻ là hơi khó để kích nội tại cho Raven vì không thể đua ổ kill. Q3 lao lên từ Faker, găm phi tiêu không dám vào. Với lại khoảng thời gian ban đầu, anh ta đang tích một lượng lớn rất lớn và anh ta đang chờ đợi để có thể. Cảm ơn Trần Tùng nhá. Thực ra những cái trận đấu với các đội nhóm dưới như này thì cái khả năng macro nó vẫn sẽ tạo nên nhiều sự khác biệt thôi anh em. Anh ta đang nhận rất nhiều những áp lực được tạo ra đến từ tay Titan. T1 swap cặp đôi Raven lên cánh trên để tìm kiếm cơ hội xả nội tại cũng như kiểm soát sâu lượt 1 với một con Yone ở đường giữa. Faker đang có một tiếng bị tấn công. Đã giúp chỗ vẫn bị dính phi tiêu. Đây, và Faker gặp nguy hiểm bị thiêu đốt. Một cái thiêu đốt đang được bồi, đang muốn có mà hai cũng bị lên hit thường và cú đi tấn công. Phối hợp rất tốt. Bên kia mình hay quá. Rất hay. Chúng ta chỉ có thể dành lời khen. Cảm ơn dấu tên nhá. Đó là tốc biến lên. Phi đao năm cánh đến từ Dinkedo và cộng thêm sát thương đó đánh thường đến từ Kuri. Từ từ, Kuri đang bị đắm, anh ta sáng rõ thành công. Anh ta... cái gì đây? Trời ơi! Họ sẽ có được những con sâu không? Nhưng bên phía của Ben... cái gì đây anh em? Bên kia mình muốn đánh tiếp thì phải. Họ muốn gỡ một con... vẫn sẽ có sâu lượt một thôi nhưng mà chết nhiều thế. Vừa vào đây đấm fan hai mạng rồi. Tương tự là câu chuyện của Kuri nữa. Cho nên vừa vào đã thấy T1 đấm fan hai phát rồi. Sau đó thì bắt buộc phải nhường lại những con sâu hư không này dành bên phía T1. Và cũng may cảm ơn sĩ quý nhá. Xuất hiện ở cánh trên luôn cho nên sẽ là có cả sâu cả cua. May là mạng cho con Nico chứ không phải là Akalian anh em ạ. So với Karaka bên phía kia. Và Karaka thì đang muốn kiểm soát hướng đi rừng ở cánh rừng dưới này. Con Seju này bỏ sâu xuống dưới bot ganh con Rumble nhưng nó đang level 5, con Seju này thọt farm anh em ạ. Nó không level 6 sớm được đâu. Rớt có tăng tốc pha còn tốc biến. Đánh cánh yếu trong lúc đồng đội ăn sâu cánh trên là đẹp. Anh ơi cho em hỏi sao các đội mạnh được vào vòng Thụy Sĩ vậy anh? Các đội mạnh không được vào vòng Thụy Sĩ thì họ vào vòng nào em? Cảm ơn em nhá. Em hỏi một câu rất là hiển nhiên đấy. Khiến cho hai bên cảm thấy là phải cảm ơn tin nhá. Nó vẫn đang được bỏ ngỏ đó, cánh trên đảo được. Đường giữa trận sẽ thường rất nhiều. Đạt mờ tức là Faker ở trong giai đoạn này có, nhưng Nintendo cũng sẵn sàng một cú sát chiêu hoàn hảo. Faker sẽ dừng lại. Là một quả Q3 xuất hồn gì không? Không được. Hai con này Q3 được không? Không được. Vẫn đang chưa thực sự là rõ ràng. Mất máu hơi nhiều một tí nhưng mà chỉ số farm đang ổn đến từ phía T1. Chỉ thua ở vị trí Guma thôi. Cảm ơn Trần Đức Hòa nhá. T1 thua trận này theo bỏ theo dõi kênh em nhé. Cảm ơn anh Hòa, thank you anh Hòa nhiều. Thậm chí kể cả khi họ đảo đường lên cánh trên thì Titan và Kuri cũng. Cảm ơn cháu chú Tùng nhá. Cái này đến từ việc là bên phía của bên có 6 rồi. Bên kia mình đánh rất tốt. Họ đang liên tục. Q3 thành công đến từ Faker nhưng mà đối phương R vào tả xung hũ đột R thẳng vào đến từ Faker. Ok 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 ok. Baited boy, baited baited. Say máu quá. Một tình huống mà rõ ràng đi kia đâu cũng không biết vị trí của Honor ở đâu. Đúng rồi. Cảm ơn Trần Tùng nhá, chưa thua đâu các bạn, còn đang thấy trận đang còn rất sớm mà. Làm gì rén dữ ấy. Cảm ơn hi nhá, Tiêu An cố lên. Chúc mừng sinh nhật anh Dũng Gaming X. Cảm ơn hi nhá. Cái R của Honor nó chỉ thẳng mặt, thế thì cái đoạt mệnh của Faker cũng không trượt được. Hãy mạnh mẽ lên anh em, anh Tùng bảo là có anh đây rồi. Cảm ơn Trường Vũ nhé, thank you Trường Vũ nhiều nhá. Cái đang xem rớt cũng đang tương tự vậy, đồng ý là Gumayzi đang không ổn. Nhưng quan trọng là cái tiếng trước của T1. Ê, tóc biến lên sáng trói. Không ăn được rồng rồi. Cảm ơn Lục Tư Thành nhá. Thì có thể rất nhiều vấn đề. Và Honor vừa rồi cũng rất là nhanh nha, anh ta đấm chứ anh ta không tóc biến. Phản xạ rất hay.
rất tốt và đánh vẫn rất an toàn tôi nơi anh ta không cố gắng nán lại để ăn con rồng đó và thậm chí là bỏ luôn vì đó cũng là một con rồng gió tại anh đó cả mà lầu chan tại cái gì mà tại anh em game là còn đang chiêu chiêu mà con Raven lúc này cũng tích được tầm 100 số 173 số rồi chờ cái honor này chờ cái honor này hồi cái chiêu cuối mới nổ hũ được anh em ạ. Tạm thời là sẽ có một gian yên ổn khi mà Titan đã xuống đường dưới rồi. Ít nhất là có 3 sâu lượt 1. Ngược trở lại không đây? Hay là cố gắng cho Yone của Faker đẩy cánh. Nhiều nhất có thể là Sejuani có Bola băng hàn nhưng mà Kharia 2 spell Guma 2 spell level 6 hết đến từ Guma cùng với Kharia. Hết là họ có tìm kiếm được mà hai cùng hay không? Nếu như bây giờ họ dâng hai mạng cho Guma Yuxi, tóc biến lên quang bắt đầu tiếp còn cứu cánh không? Cứu cánh được không Kharia? Cứu cánh được không? Hợp chất đẹp rồi. Guma Yuxi, Guma không đủ đam có rớt rớt làm cái R được không? Rớt không có R rồi. Xả tiên, xả tiên, xả tiên. Ai rớt ăn mất cái mạng này rồi. Những fan gaming thì đánh quá sáng ở trong ván thi đấu này. Ok 1-1. Chưa kích được nội tại anh em à. Đấu với một lối chơi vẫn rất đậm chất Brazil mà thôi. Rất trực diện, rất phóng khoáng. Băng trụ tiếp không? Của Kera trong tiếng vừa rồi. Băng trụ tiếp có tăng tốc pha rớt đi ra được không rớt ơi. Tìm mà hạ gục cho Gumayzi nhưng rất bị chủ nó bắn hai phát. Có honor, có honor. 4 3 2 1 Vô anh em ơi, vô, hội đồng đó, nhường mạng, nhường mạng, nhường mạng, nhường mạng, nhường mạng. Chiêu chiêu mấy bro, chiêu 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 chiêu. Chiêu 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 chiêu, chưa có gì cả, chưa có gì cả. Lại nhìn tiền hơn, ok chưa? Cái đội này vẫn không quên gọi đấm fan vài cái xong bắt đầu mới là bắt đầu mới cắm chuột chơi game. Để được xả cái lượng tiền nội tại của anh ta. Karaoke đang định đuổi Guma Yuxi hoặc mà cho chú Tùng nhá. Sẽ muốn mạng đối mạng Guma Yuxi hơi khó. Nhưng sau tình huống này thì đó vẫn cứ phải thò tay đấm fan vài cái xong mới lắp chuột chơi game mà. Cũng không suy nghĩ nhiều lắm tại vì đội cỡ đó thì họ phải tính tới câu chuyện là sau hết rồi. Cảm ơn Trường nhá. Cũng hài lòng mà thôi vì nhìn rộng ra thì đó vẫn là một tình huống mà hai đội hạ gục em sợ quá một điểm trong đó được rút tiền hey, đương kim vô địch thế giới đương kim vô địch Idris Lucy đánh với một đội quay cạc ờ cho mình những con sâu không cân bằng về ba đều. Cảm ơn Trần Tùng này không bên nào có một cái lợi thế nó anh em rèn dữ vậy thì để xem ở con dùng lửa tiếp theo một điểm rồng cũng khá là ổn rớt còn cái r rớt còn cái tốc biến Kuri nổ hoa làm cái r sau đó thì làm r hai người rớt đổi mạng được hay không em ơi không cần đổi mạng một tình huống chống băng trụ tốt đến từ rớt đường dưới có TP để tạo Kali rất tội cho Wiser có đi quay đồ dịch chỉ để hỗ trợ thêm bắt đầu chan nhá quỳ bài r tốt đến từ Faker Wiser đi rồi Faker E2 về Akali R2 đi đâu? Rồi đi đâu? Rồi đâu? Tái băng trụ, redai. Lốc xoáy tử vong, Q3. Và là 267 đồng dành cho Thiên Hoàn. Một tình huống tác động ở hai cánh đến từ cả hai bên nhưng kết cục khác hoàn toàn. Chiêu 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 chiêu. Thứ họ tìm được là mất đi chiêu. Có cái gì đâu mà phải sợ các bạn. Cả Kuri và Titan và không đánh một hồi lệch hai cát tiền. Cặp Yonevi bây giờ cứ có chiêu cuối là có mạng, cứ có chiêu cuối có mạng anh em ạ. Chẳng có cái len cánh nào bên phía của bên gaming chịu nổi. Dành cho Owner và Faker. Karaoke nhanh thế nhờ anh ta có được con bù xanh trong tình huống rồi. Nhưng quay trở lại câu chuyện cũ thì bên gaming. Bây giờ các vị trí của T1 đều gác. Ít thì 4-500, nhiều thì ca mấy. Thực ra thì bên phía gaming họ chỉ có thể tiếp cận một lối chơi đó là trực diện như này thôi. Đó bắt cô chắc chắn sẽ không bằng. Và đánh với cả fan gaming vẫn tốn thêm một tí oxy của fan. Cổ vật như này đến từ các cái đối thủ của họ. Và nó sẽ khiến cho những cái sai lầm vẫn phải tốn một tí oxy đấy các bạn. Hạn chế đi tương đối là nhiều. Cảm ơn Trường nhá. Ai sợ thì đi về, ai sợ đi ngủ nhá. Cảm ơn Thanh Hình nhá. Đã có được một cái lưu danh cho bản thân của ta ít nhất là anh ta sẽ hài lòng với mày Hago Buro và ta. Nãy em thấy anh cũng trời ơi dữ lắm mà. Thì họ cũng đấm fan một tí mà. Cực kỳ thoải mái còn trong đó phía bên này. Bận thò tay đấm fan nên là cũng không tập trung PK được. Gì với những cú đẹp mệt. Cái đó là điều cần thiết thôi. T1 sẽ cần những cú mở đẹp. Những cú nổ hoa của Kuri cũng là một cú rất tốt và tại Faker bắt đầu. Faker có si vong rồi. Khác anh ta có gươm si vong cái khác liền. Chém khá đúng. Rõ ràng như kiểu đặt mệnh đến từ bên kia bỏ trụ top để ăn trụ bot nhưng họ sẽ mất thêm cái trụ mid nữa trụ một tập bản đồ cho Pain Gaming với 3 sâu hư không họ sẽ mất một lúc hai trụ cánh trên vào tay của T1 khi mà rớt tiếp cận được trụ đang không có người đép Olaf không dịch chuyển Akali quyết định ở đường giữa để hít kinh nghiệm mất trụ mid rồi trụ top không ai đón tơn cả. Rớt có 3 sâu hư không anh em nhé. Khá là tích cực đó chính là con rồng. Những quả macro như này thì không lỗ đâu anh em. Đây sẽ là con rồng lửa hiện tại đang rồng thứ hai rồi. Chứng tỏ là con rồng sao sẽ là một con rồng khác. Bây giờ rồng gió bị mất. Những quả macro này là từ lời ít đến lời nhiều anh em nhé. Thì đây là một quả macro mà cảm giác của mình là T1 lời khá nhiều về tiền. Cảm ơn 5 gầy nhá.
Easy game này vào đấm BOG à anh em ơi. Hả? Trước phút thứ 14 về mặt công trình thì Thiệu An vẫn lời hơn. Họ có được trụ một đường giữa, trụ một đường trên với toàn bộ những lớp kiến trụ dành cho những thành viên quan trọng. Trong khi đó bên Gaming họ chỉ có được trụ BOG thì cũng hơi căng căng. Và mình nghĩ là nên gặp tầm Liquid thôi. Hai bên sẽ xử lý như nào con rồng này đây? Vào nhóm một đều thì gặp Liquid các thứ thôi là ok anh em. Có đàn hồn đến từ Faker. Gặp BOG sớm thế thì cũng hơi. Cảm ơn Thanh Hình nhá. Dịch chuyển bọc sau đến từ Rumble của Zerg với cái mưa tên lửa và mặt nạ. Cảm ơn Phụng Lê nhá. Sẽ là một tình huống rồng như thế nào đây? Honor trừng phạt được không? Honor trừng phạt được không? Mưa tên lửa đẹp, Honor trừng phạt được. Honor là người dính bola, hợp chất cũng đẹp. Bên kia bỏ chạy hàng loạt rồi. Honor quy flash lên R. Một mạng cho T1 phía bên kia thì Faker đang cần 2. Băng trụ 4 người. Uma ăn mạng. Faker một mình lùa 2 người đối phương về rồi. Và anh ta còn có thể thở với một lượng máu khá là đầy đủ. Tuyệt vời. Cảm ơn Nam nhé. T1 trong tiếng đó. Hey, chiu chiu bro. Họ có được lợi thế trong tiếng giao tranh khi cao. Anh Tùng cho em hỏi là tướng Liên Minh đa dạng sao không có cái luật không được pick lại tướng ván trước nhỉ? Năm sau có như Phụng Lê. Tài chính chênh lệch tuyệt đối đến từ năm sau có nhá. Người nghèo hơn duy nhất chỉ là Kerea mà thôi, nhưng không quan trọng, anh ta là một chất tướng Reta Class. Có bao nhiêu tiền thì dùng bấy nhiêu và tiếp tục là một trụ nữa solo tiền dành cho Quan Du Sĩ. Trong cái đó thì Dean Quando trong giai đoạn hiện tại đang lệch bao nhiêu rồi nhỉ? 6.000 rồi. Lớn người ta đã 0-3 rồi, ta đang 6.000 rồi. Có những người trang bị, thật ra bắt buộc phải lên những người trang bị kiểu như thế này. Chỉ có điều là ta không có đủ thời gian để có thể gây được những người. Làm thêm con sứ giả cho nó gọi là lăn cầu tiếp ván đấu mượt mà nhỉ. Mọi thứ đều đang rất là ok. Dễ luôn anh em bên kia bỏ. Ngoại trừ tình huống là bị bên kia quyết định buông bỏ. Lý do là chất tướng. Còn lại thì tất cả mọi thứ bên phía T1 vẫn đang xử lý rất là tốt. Thực ra T1 đó giờ là một đội mà người ta có một cái câu đó là lòng lớn khó nhà và lòng T1 thì khó đoán. Tức là chúng ta không thể nào đoán được là đầu game họ sẽ bị vấn đề gì. Rồi sau đó họ sẽ đánh như thế nào. Ví dụ như trong trận đấu trước đó thì họ đầu game rất tốt nhưng sau đó họ lại có vấn đề. Ván trận đấu này thì thường lại là đầu game không có vấn đề nhưng mà sau họ đánh rất tốt. Đầu game có vấn đề giờ đánh tốt. Qua là hay. Không thật ra do anh Lu à. Tôi bình luận và đấy vui anh Lu mà. Quả top tan vỡ rồi tôi nhớ mãi luôn đấy. Sạc cái nứt được khai thác vào trụ hai đường trên. Một phút thứ 16 thôi. Đội này kỳ kỳ thi đấu cực kỳ nhanh. Đội này kỳ kỳ nay cảm ơn các khán giả mới donate cho Văn Tùng bên hạ Việt Công Banh bạn nhé. Cảm ơn bạn nhiều. Và trụ đến từ bên phía đường trên của Vinh Minh thì còn một chấm máu mà thôi. Đường dưới Wiser đang cố gắng gỡ lại trụ dành cho bên phía của đại diện Sibilo. Nhưng có vẻ cái câu chuyện đỏ đua phá trụ này nó hơi khó rồi. Phải lùi về đến từ Wiser để hỗ trợ đồng đội mà thôi. Đây, vẫn đây là một ván thi đấu rất khó để cho phía của bên. Tầm này ai cũng có mạng ha. Cái cánh trên của bên phía T1 lúc này mỗi người 2 mạng rồi. Team 8 mạng thì mỗi người 2 mạng là quá đẹp rồi. Đang là cái meta macro rồi, bên nào macro tốt hơn thì bên đó sẽ làm tốt từ từ. Tốc biến tốt đến từ Zerg. Chiêu cuối còn Zerg quay người lại sấy, chiêu cuối tốc biến sang hợp chất cứu đồng đội đến từ Kerea đoạt mạnh 3 người đến từ Faker combo combo. Nó nên là như vậy. Nó nên là như vậy. Đấm đối phương đừng đấm fan nữa. Chỉ một từ thôi. Quá đẹp. Đúng là như vậy. Tuyệt mỹ đến từ bộ combo combo của T1 trong nhịp vừa rồi. Mưa tên lửa thì có thể là không đẹp lắm, nhưng tiếng đoạt mệnh đến từ Faker nó gom tất cả. Mưa tên lửa hợp chất điên loạn đoạt mệnh và tất cả mọi thứ trồng vào ba thành viên đối phương và Pain Gaming gục ngã ba người. Toàn đến từ Pain Gaming trong tiếng giao tranh vừa rồi. Họ mất thêm cái gì đây? Cái gì đấy nhỉ? Cái gì đấy nhỉ? Đôi khi hoàn hảo. Faker còn tốc biến có hồi máu từ Kerea. Faker bị bỏ lại phía sau. Faker Q3, Faker tốc biến được không? Đứng anh ơi, đứng. Còn tốc biến mà. Đứng mà. Tốc biến pha sau rồi. Rồi xong rồi. Anh dạo này là món pháp thuật đánh tấu gì tôi đen là ma thuật đen. Nguy hiểm nhá anh Trung nhá. Rồi, không sao cả, một điểm. Chiêu anh em, chiêu anh em. Cho Dean Kedo. Một chút gọi là chênh lệch có tầm 8.000 mấy thôi mà. Chiêu. Hy vọng anh ta sẽ có thể tận dụng được cái điểm chất đáo đó để mua thêm trang bị. Lại hiến tế anh già. Kali này thực sự trở thành. Lại hiến tế anh già. Của T1. Chứ còn nhìn cái mega thực ra cũng không nên ăn sớm anh em ạ. Thời điểm này chưa nên ăn mega. Lên luôn là một cái nỏ tử thủ và món chuẩn bị thứ ba có thể là một cái nỏ thân hoặc là lên nhắc tử vong tùy theo ý. Rồng thì nó sẽ là rồng đất nhưng mà mỗi bên mới một rồng ở thời điểm 18 phút như này thì cũng không quan trọng lắm. Cực kỳ là khỏe cho giao tranh rồi. Nó ra thì ăn thôi anh em, ăn chiêu chiêu. Mình thì sao? Titan vẫn đang cố gắng. Pain Gaming sẽ làm cái gì đây khi mà tất cả các khu vực của họ đều đang bị gáp? Một K3 tiền đứng trên và 2K4 các vị trí khác còn lại ở khu vực cánh dưới. Trạng thái reset tiền đấy, anh ta cũng sẽ tư nấu nguy hiểm đúng. Anh ta sẽ tức là tầm này gọi là ao đồ quá nặng rồi. Yone khỏe rồi. Trận này xem thì có xem giải trí thôi anh em nhé chứ không có phân tích nhiều về mặt chuyên môn. Nhưng ít nhất là nó phải có được những khoảng trống. Nhiệm vụ đó sẽ thuộc dành cho Wiser cũng như là Karaoke.
Chừng nào mà đánh với các đội LPL, LCK hoặc là đánh cái round một đều thì mình nghĩ là có cái để phân tích đấy. Xử lý trong giao tranh, trận này thì rất là tuyệt vời. Tất cả những gọi là đỏ tay thôi. Đều rất là chuẩn chỉ, tất cả mọi thứ được trồng vào rất là khớp và không có một kẽ hở nào để cho Titan có thể quẩy được. Chính xác là để cho đi. Bên kia mình đã rất là nỗ lực chịu khó đổi mục tiêu nhưng mà thứ hai mà thôi. Khi mà đổi pha nào nhìn cũng lỗ. Anh ta tìm được Faker và thậm chí Faker còn con rồng này là cái cớ đánh nhau anh em nhé. Con rồng này là một cái cớ đẹp để có thể đánh nhau đến từ cả hai bên với cách biệt là 8.000 tiền. 10k tiền rồi. 10k tiền là khoảng 19 phút 19 10k tiền. Gần 9k anh em ạ, 8k mấy gần 9k, Guma 3 đồ. Chúng ta đã có thể biết được là bên nào là bên nhận thắng lợi. Quan trọng là Ben Gaming đã làm được gì. Thật ra Ben Gaming làm rất là ok đấy chứ. Thế tập này team fight quả thế giới nhờ. Làm quả thế giới nào, mua là băng hàn, sau đó thì hai người đi lẻ bị bắt, rớt thì không có đồng hồ, rớt đi hợp chất cũng đẹp. Mạng dành cho rớt trước khi nằm xuống. Olaf lao lên nhưng mà Q của Honor đã rút lui thành công. Một pha rút lui về từ Faker. Wiser đang đi tìm, Wiser đang tìm Honor. Anh ta tìm hết lại là một con rồng và Baron thì sao nhở? Baron thì Honor hơi lâu rồi. Là 3 đổi 1 dành cho bên phía của T1. Honor hơi lâu rồi, chắc cảm giác là ăn Baron hơi nguy hiểm. Mình là rất đáng ghi nhận khi họ tìm được một góc bọc đầu đến từ Zerg và tất cả mọi thứ dồn vào người chơi đường trên của T1. Họ hơi đuối đà. Nhưng trước khi nằm xuống, Zerg bên kia mình lúc này là hơi đuối đà mà. Tương đối đẹp và nó được bồi thêm đó là một chiếc điện loạn trúng 3 thành viên đến từ Kedia, chưa có đặt mệnh đến từ Faker, không trúng ai. Đơn giản là bởi vì tất cả thành viên bên mình đều đã gãy tất cả từ trước đó rồi. Chúng ta sẽ xem lại tình huống này. Sao Honor cú này sống được hay vậy? Rất trước khi mà anh ta nằm xuống, xuống nhưng mà tất cả mục tiêu Honor vẫn có thể tốc biến đi với một chấm máu kìa, ảo. Vừa đặt mệnh tới, tất cả thành viên của Penguin đều đã nằm xuống hết. Và sau đó thì Wiser bỏ chạy. Rất vẫn kịp để lại một cái chu cuối trước khi nằm xuống và tại sao lại quay cam của Ben Gaming nhờ? Ác bên bộ phận cam hơi ác nhờ. Ý là không, cái này là quá đáng lắm luôn á, tại vì hồi nãy đang đánh ai mà đúng. Bây giờ quay cam thì im lặng cũng kỳ tội ta. Nhưng mà rõ ràng bên Gaming ở trong trận đấu này các bạn sợ cái gì cái trận này các bạn? Đâu họ đã đánh cũng được lắm rồi với một đại diện. Các bạn sợ cái gì cái trận này? Đại diện game đầu game cũng xử lý là ok rồi chứ nhá. Thì họ có thể ý là Titan có thể họ chơi. Tôi bảo mà chết một hai mạng đầu trận nó không ảnh hưởng đâu, chẳng vấn đề gì. Đúng rồi. Cái AD đó xin lên giờ nó dễ dàng hơn rất nhiều dành cho xạ thủ của Ping Gaming trong anh em gọi hơi rén đấy nhá. Tôi đánh giá là các bạn hơi rén. Ván thi đấu này là một cái ván thi đấu như bên bản phân tích cũng đã nói. T1 tôi chả sợ gì trận này luôn, bốc thăm cái trận này là coi như free win rồi. Chỉ là cái màn bốc thăm 1-1 thôi. Đấy, dự đoán của tôi là hai round đầu là kiểu gì cũng một đều. Nếu mà gặp TOT Esports thua thì sẽ gặp được một đối thủ mềm ở cái vòng gọi là cái vòng 0-1. Nếu mà ăn được TOT Esports thì gặp cái đội 1-0 cũng sẽ khó khăn. Cảm ơn Nam gầy nhá. Chắc em nghe nhầm thôi. Cái gì đây? Ăn Baron cái gì đây? Từ từ nào. Ơi kia. Thôi không. No. No. Không Baron 50-50. Seijuani. Ấy, chắc cả được rồi. Ok, đánh lên anh em ơi. Hốt nói anh em ơi. Akali không TP à? Akali giữ TP cho gọi là mùa xuân năm sau rồi. Akali TP tới khi mà đồng đội bắt đầu có những người lên bảo điểm số. Cứu cánh, cứu Keria cái. Ok. Akali TP tới làm cái gì đây? Một cái diều xoay vào mồm. Akali R2 đổi Q3 Faker và cùng nằm xuống với đồng đội mà thôi. Và anh ta đã không còn cơ hội nữa. Còn karaoke thì chắc là về hát rồi. Anh ta không còn cơ hội để đánh nữa. Ván đấu này đã thực sự dành cho phía của T1 này. Chàng này họ vẫn chưa. Vẫn phải đợi một chút xíu nữa. Đợi cho đợt lính đường giữa và đường trên đẩy vào. Cảm ơn con riêng của bố Tùng. Cảm ơn bạn nhá. Cái gì đó đấy, tên gì kỳ vậy. Lợi thế đã là quá lớn giữa hai bên rồi. Hơn đây là con số là 14.000 tiền. 14.000 tiền rồi còn chơi gì nữa. Kể từ khi có thêm biển bảo hộc thì Dikido nằm xuống 2 lần. Anh ta không tìm được góc giao tranh đẹp. Và thậm chí thì chiều mấy bro không mất ai. 22 phút 14.000 tiền. Cứu cánh nhưng anh ta được cứu bởi cú đấm đến từ Honor. Khi anh ta tìm kiếm một điểm hạ cục vào vị trí của Titan từ trước đó. Và những quá dễ. Bên Gaming ở hiện tại cũng là rất đáng ghi nhận rồi. Nhưng rõ ràng là khoảng cách về thực lực của T1. Bên Gaming đúng là một gọi là chuối phi của cái vòng này rồi. Nếu như ngày xưa từ chúng ta xem là không còn gì gọi là may mắn hơn khi mà gặp Bên Gaming ở cái vòng này. Một trận đấu gọi là không có được cái thế góc đẹp và tiếp tục là Kera với chiêu cuối đẹp. Nó trúng được vào xạ thủ Titan. Không tốn chiến thuật, không tốn quá nhiều sức lực luôn. Honor đấm được Titan. Đầu trận landing là hơi lỏng tay nhá. Honor đấm tiếp vào Wiser. Đầu trận landing hơi lỏng tay một tí nhưng mà về sau cái trình team fight thì nó không được. Hơi lệch. Karaka và Wiser tiếp tục là những người có thể lết được về nhà.
Thường thì những cặp đôi ngang ngửa với nhau thì chúng ta có thể gọi là 1-9, 1-10, nhưng mà làm quả end game tầm 25 phút là đẹp. Tiêu ăn này, cái turn này là cái turn đẩy xuống bot ăn mega bot rồi end được này anh em này, băng trụ luôn khu vực này không? Không, Rumble đang ở đường giữa, rớt đang muốn đẩy thêm một turn nữa trước khi xuống. Faker bắt đầu cấu rỉa trước. Honor sẵn sàng một tình huống quy gọi là quy tốc biến sang hoặc là quy sang r tốc biến gì đó cho nó hoa mỹ thôi. Cái meta này là meta của Rumble với lại Yone, tức là người đạt hồn rồi người cái kia Titan. Akali của đi cái đâu đã không biết phải đi đâu về đâu, về Deathmeet hay là xuống dưới bot. Sợ đồng đội bị băng trụ nhưng mà bản thân thì cũng muốn ở lại đường giữa, dịch chuyển đến từ Wiser lên khu đường trên bắt rớt rồi. Cứu 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 chê, cứu chê với. Thôi Megabot, Megabot. Sự hy sinh của rớt sẽ được đền đáp. Nó vẫn đang thu tiền. Faker lao thẳng vào cái Bola nhưng mà không sao. Họ đang làm là rất ok rồi. Đáng ghi nhận mà thôi. Không thể nào mà chúng ta mong đợi. Ơi chờ ăn 2 mega xong thì rớt TP là end game chung nhá em nhá. Vẫn ở chơi game, vẫn ở chơi game, không vấn đề gì. Faker vẫn còn TP, Faker xuất hồn lao lên cấu rỉa nhẹ nhẹ. Sau đó thì Faker về lấy máu TP end hay không? Không ngại va chạm bất cứ một lần nào cả. Thôi tầm này end thôi chứ còn mua đồ làm gì nữa anh em. Với những việc là họ có điểm mà gục. Faker lao lên xuất hồn Q3 đoạt mệnh các kiểu Olaf đi rồi. Chờ rất TP end game chung cho nó vui. Bắt tay đẩy đối phương Nico nổ hoa đi ra. Vãi cả trưởng bắt tay quả thế đối phương chơi game kiểu gì giờ. Đây đây rớt TP lại end game cái em ơi, Q flash đến từ Honor dịch chuyển trở lại đến từ rớt. Nó sẽ là tình huống end game sau 24 phút 25 phút mà thôi. Đấy, KPI nó 25 phút nó là vẫn ok. Cái gì đây? Báo KDI à? GG. Không còn thì coi như là hết cơ hội cho Pen Gaming. Và T1 thắng trong cặp trận 25 phút ha, KPI 25 phút mà. Tôi bảo 25 phút là 25 phút.